Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 6 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, có gần 350 người thương vong do tai nạn giao thông. Số người chết vì tai nạn giao thông năm nay tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, 6 ngày nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 263 vụ, làm chết 162 người, bị thương 184 người, mất tích 3 người. Trung bình mỗi ngày xảy ra 44 vụ, làm chết 27 người và gần 31 người bị thương. So với năm 2014, một vụ tăng gần 4 người chết và tăng 1 người bị thương. Cũng theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm nay, hoạt động kinh doanh vận tải vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vận tải đường bộ. Tình trạng xe khách chở quá số người, nhồi nhét khách và thu tiền quá giá vé quy định diễn ra nhiều trong ngày đầu và ngày cuối của kỳ nghỉ, nhất là các tuyến từ Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ, Yên Bái, Thành phố Hồ Chí Minh đi Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Bình Định và ngược lại.